trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mỹ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều hao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ, phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo và cảm ơn cô Hoa Nguyệt cho như pháp biết được tín hiệu. Hôm nay tuần lễ khánh đản nguyên sắc thực lịch hàng 566, sự ra đời của một đấng toàn giác. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài hòa thượng giác đẳng có lời mở đầu ạ, là con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ xin lỗi quý vị, có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sư đại lễ, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, kể từ ngày hôm nay chúng ta bắt đầu một tuần lễ sinh hoạt đặc biệt nhân mùa khánh đản Vê Sắc để tưởng nhớ về Đức Phật, nhân đại lễ kỷ niệm sự ra đời của Đức Từ Phụ. Năm nào cũng vậy, một thời gian mang cái nội dung trong nhiều ngày, và những lúc đó là thời khắc mà chúng ta còn kính thỉnh ngài cảm bích trở lại ạ. Dạ đạo tràng, chúng con không còn nghe âm thanh của ngài, con cung thỉnh ngài cầm mic trở lại và đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát. Do ngài hòa thượng giác đẳng đang ở trên xe nên đường nét không được ổn định ạ.
Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, có lẽ là Ngài Hòa Thượng đi một đoạn đường không có nét. Dạ, con không biết Ngài Trị Siêu có đang ở trước máy không. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính cung thỉnh Ngài Trị Siêu điền khuyết cho Ngài Hòa Thượng giác đẳng được không ạ? Dạ, con kính nhân mít đến Ngài. Nam Mô Bụt Thầy, xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng chúng. Kính thưa quý vị, bắt đầu kể từ hôm nay, thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 cho đến ngày 20 tháng 5, ở trong 7 ngày đó là tuần lễ khánh đản Vê Sắc Phật lịch 2566 được sinh hoạt trong chung lớp Phật Pháp Bút Thầm Mắt. Ở trong tuần lễ này, chúng ta sẽ nói chung quanh về lịch sử của Phật Pháp. Hôm nay thì chúng ta nói đến sự ra đời của một đấng toàn giác. Ở trong phần này, chúng ta gồm có những cái tiết mục, lời mở đầu do Hòa Thượng Giác Đẳng trình bày, tiếp đến là nhạc lễ mừng Vê Sắc, rồi đến đạo từ, rồi nghi thức chánh lễ, sau phần nghi thức chánh lễ là phần pháp ngữ sự ra đời của đấng toàn giác, kế tiếp là pháp đàn mùa khánh đản, sau đó là hồi hướng và phát nguyện, chúng ta kết thúc cái ngày đầu của tuần lễ khánh đản Vê Sắc. Bây giờ thì sau lời mở đầu của Hòa Thượng Giác Đẳng mà chúng tôi điền khuyết, tiếp đến là cái phần nhạc lễ. Không biết là cái phần nhạc lễ này các vị MC của chúng ta có được hướng dẫn để trình bày không? Xin mời quý vị. Xin mời cô Tu Nữ Dư Pháp. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, chúng con hành kính đảnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Trị Siêu đã điện khuyết cho Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng. Và con cũng được biết bây giờ Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã cầm bích được rồi. Dạ, con cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng ạ. Con kính nhân bích đến Ngài ạ. Xin kính chân Hòa Thượng Trị Siêu. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Trị Siêu, đảnh lễ chư Tôn Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, mặc dù từ lúc chúng ta khởi đi cái ý thức là mình là một người Phật tử, thì chúng ta được nghe, được biết và được nhắc nhiều về Đức Phật. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà chúng ta thực sự biết về Đức Phật. Radha Krishna
là vị tổng thống đầu tiên của nền Cộng hòa Ấn Độ đó có nói một câu mang tính cách cá nhân nhưng mà rất là ý vị, đó là đi tìm để biết về cuộc đời Đức Phật là một cuộc hành trình. Không phải là chúng ta thật sự biết Đức Phật rõ ràng ở một cái thời điểm nào đó là chúng ta biết được tất cả, mà mỗi một năm đi qua, mỗi một giai đoạn của cuộc sống, mỗi một quãng đời, khi chúng ta tưởng nghĩ về Đức Phật lại có một cái nhìn khác hơn, một cái biết khác hơn. Và do vậy hôm nay cũng như hàng năm, 21 năm qua rồi kể từ khi chúng ta thành lập lớp học Phật Pháp trên Phao Thoát, năm nào mùa khánh đản Vê Sắc để kỷ niệm sự ra đời của Đức Phật lịch sử, tức là Đức Phật của chúng ta, thì thưa quý vị, luôn luôn là có một cái chương trình sinh hoạt đặc biệt ở trong group. Năm nay cũng vậy. Và trước khi mà cung thỉnh Hòa Thượng Tề Siêu để ban đạo từ cho ngày lễ trọng đại này của tất cả chúng ta, xin đại chúng lắng nghe một bản nhạc lễ có tựa đề là Khai Dùng Thánh Sử. Và bản nhạc lễ này cũng bắt đầu một loạt trong cái album gọi là Trường Ca Phật Sử mà chúng tôi biết và nhạc sĩ Võ Tá Hân đã phổ nhạc. Bây giờ mời quý vị bắt đầu bằng nhạc lễ Khai Dòng Thánh Sử, và sau đó thì chúng ta sẽ cung kính Hòa Thượng Tuệ Siêu để ban đạo từ. Xin mời cô Nhật Quỳnh. Thank you.
Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, theo như chương trình thì con tu luyện như pháp thành kính lãnh lễ ngài hòa thượng Tề Siêu, có lời mở cho lời ban đạo từ ngày hôm nay à, con kính dân bích đến ngài à. Nam Mô Bích Tha giá. Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Khai Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính lạc chư Tùng Đức, kính thưa quý vị. Cách đi 2645 năm, có nghĩa là trước công nguyên 623, một phỉ nhân đã xuất hiện ở đời. Là người sẽ đi tìm cái con đường chân lý để tự mình giải thoát khỏi sanh già bệnh chết và tiếp độ chúng sanh. Cái con đường đó để họ tự thoát khỏi sanh già bệnh chết. Nó là Thái tử Siddhartha. Rồi cách đây 2610 năm, dưới cội cây Asatara của khu rừng Uruwela, Bồ Tát Gautama, ngài đã giác ngộ thành bậc chánh đẳng chánh giác. Và cũng trong ngày trăng tròn tháng Quê Sát, cách nay 2565 năm, Đức Thế Tôn đã viên mãn duyên hạnh đối với chúng sanh. Ngài đã viên tịch Niết Bàn tại xứ Kusinara. Hôm nay là ngày lễ tam hợp, ngày tháng tư là lễ tam hợp. Cái chữ Quê Sát của chúng ta gọi tên của tháng, của tháng tư âm lịch, tức là tháng năm dương lịch. Sự ra đời của một vị Phật là một điều hy hữu, không thể có hai vị Phật cùng một lúc xuất hiện. Và sự ra đời của một vị Phật độc nhất vô nhị là mang lại hạnh phúc cho cuộc đời. Sukho Puthana Bappado Sukha Sattamadesana Sukha Sankhasasamakvi Samakkanang Tabo Sukho.
vua thay Phật ra đời, vua thay Pháp được giảng, hòa hợp tu vua thay. Sự xuất hiện của Đức Phật ở trong thế gian này mang lại cái niềm hạnh phúc cho nhân thiên. Đối với những người hữu duyên, đầy đủ phước ba la mật, thì khi mà gặp thời Đức Phật xuất hiện, ngài thuyết pháp, thì người ấy nghe pháp, thực hành pháp và chứng đắc được quả vị giải thoát. Còn nếu như những người mà họ không có đủ duyên để đắc đạo quả trong kiếp sống này, thì khi họ đặt niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp, nơi tăng chúng, họ làm các hạnh lành, họ sẽ được an lạc ở trong cảnh giới tái sanh như cõi trời hay cõi người. Nhưng cho dù chưa được sanh về cõi trời của người, nhưng nếu những ai có duyên may gặp được Phật pháp, có niềm tin sống theo pháp, thì họ cũng sẽ được hiện tại lạc trú. Cho nên sự xuất hiện của một vị Phật là đem lại vô vàn hạnh phúc cho chúng sinh. Chúng ta mặc dù sanh sau đẻ muộn, không được diện tiếng Đức Thế Tôn, nhưng mà ngài để lại cho chúng sinh những cái di vật, những cái di tích, như là những cái di sản. Dipote lo ca nam na tham hi sampute akabuk le patima po thi rukha cha thu pa cha china tha tu yo cha tu ra si te sa sa tham khan tha su de sa ta ak gap pa wat na tha ne tha tha pi ta hoa ti pa ni đăng. Khi Đức Chánh Đẳng Giác viên tịch, ngài để lại cho chúng sinh, cho cuộc đời nó cái di sản. Và thứ ba là hình tượng của Đức Phật. Khi mà nhìn thấy hình Phật hay thấy tượng Phật, khởi lên cái niềm tin và tu tập tạo phước. Bồ Thê Rô Kha là cây bồ đề, cả sát tha ra, cả sát tha, cả sát tha là cổ cây mà che mưa nắng cho Đức Bồ Tát khi ngài thiền định dưới cỏ cây đó để giác ngộ, nên gọi là Bồ Thê Rô Kha, tức là cây bồ đề. Đó là cái di tích thứ hai. Cái di tích thứ ba, Thu Ba, là các cái bảo tháp. Nhìn thấy bảo tháp được xây dựng ở đâu đó,
là người ta biết rằng ở đây có Phật giáo, có đạo Phật. Rồi Chinatha Thú Vô, tức là xá lợi. Di cốt của Đức Phật sau khi trà tỳ hòa tán, Ngài để lại cái di cốt đó để cho chúng sanh lễ bái cúng dường, tạo cái phước báo. Cái di sản thứ năm đó gọi là Chatura Sittisahasrattamakkhanta Siddhistha, tức là tuyến 4000 pháp môn mà Đức Phật đã khéo thuyết, được lưu truyền lại qua Thánh điển Tam Tạng Pali. Ở trong năm di tích đó, thì di tích nào cũng đem lại cho chúng ta, gợi lại cho chúng ta một niềm tin. Sâu sắc. Và chính nhờ cái niềm tin đó mà chúng ta tạo được nhiều công đức phước báo. Nhưng mà quan trọng nhất là cái di sản tinh thần là 84.000 pháp côn, hay lời dạy của Đức Phật gọi là Phật côn Tam Tạng. Không phải vì Phật nào sau khi viên tịnh Niết Bàn cũng để lại cái giáo pháp, trong luật tạng có ghi lại là tôn giả Sariputta muốn biết điều đó nên hỏi Đức Phật, và Đức Phật cho biết rằng Đức Thế Tôn quá khứ Quý Sư Phu Sikhi và Quý Bác Si, ba vị chánh đẳng chánh giác đó không để lại giáo pháp sau khi mà các ngài đã viên tịch. Chỉ có Đức Phật, những vị Phật quá khứ như là Thích Quốc Sanh Thá, Đức Phật Cô Tôn, hay Cô Na Cô Man Ná, Đức Phật Cô Na Hàm, Muni, hay Đức Phật Kassapa, Đức Phật Ca Diếp, thì đấy là giáo pháp. Thì tôn giả Sariputta mới hỏi cái nguyên nhân, thì Đức Thế Tôn vậy nói rằng Đức Phật Vesapu Sikhi Vipassi, khi Ngài còn hiện tiền thì Ngài thuyết giảng giáo pháp, những người nào xuất gia trong giáo pháp đều chứng quả A-la-hán cả. Người nói với một cái hội chúng, chúng đệ tử đều là những bậc lận cận giải thoát, thì cái hội chúng đó Đức Thế Tôn Ngài không cần phải xác định giới luật, bởi vì cái hội chúng thánh tăng bậc lận cận thì không có phạm vào những cái lỗi lầm khuyết điểm, nên các Đức Thế Tôn đó không có chế định. Và chính vì không có chế định học giới nên giáo pháp sau khi Đức Thế Tôn ấy viên tịch, thì những vị tỳ kheo đời sau từ nhiều quốc độ, nhiều giai cấp xuất gia, họ không biết lấy gì để làm kim chỉ nam sinh hoạt chung nhất, nên dần dần giáo pháp biến mất. Còn những vị Phật nào mà có chế định giới luật cho hàng đệ tử, thì sau khi các Đức Thế Tôn ấy viên tịch,
thì chúng đệ tử hậu sinh, những vị tỳ kheo xuất gia sẽ nương vào cái giới luật này để sinh hoạt trong sự có sự hòa hợp đoàn kết từ thế hệ này sang thế hệ khác, cứ y cứ vào giới luật mà Đức Thế Tôn đã chế định mà sinh hoạt. Cho nên tăng chúng tồn tại, và khi tăng chúng tồn tại thì giáo pháp sẽ được tồn tại. Quý vị ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng là cái giáo pháp hiện tại của Đức Thế Tôn Gotama, bậc đạo sư của chúng ta, Ngài để lại cái giáo pháp, mặc dù Ngài đã viên tịch cách đây 2565 năm, ngày mốt này qua ngày rằm này là bước qua Phật lịch 2566, chúng ta nhớ, chứ chúng ta đừng có kể nhập chúng lại. Bây giờ chỉ mới có gần đủ 2565 năm sau khi Đức Thế Tôn viên tịch. Giáo pháp này được tồn tại là bởi vì các thế hệ thân già cứ gìn giữ giới luật và truyền thừa duy trì cho đến ngày hôm nay, cho nên giáo pháp được tồn tại. Chúng ta mặc dù sinh sau đẻ muộn không gặp Đức Phật hiện diện, nhưng mà chúng ta gặp được giáo pháp của Đức Thế Tôn thuyết giảng đã được lưu truyền cho đến ngày nay. Đó là cái di sản cao quý nhất so với bốn di sản trước. Thì chúng ta thọ trì những lời dạy của Đức Phật và chúng ta thực hành theo lời dạy đó, thì chúng ta sẽ được cái sự an vui, được cái sự hạnh phúc, và chúng ta có thể chấm dứt phiền não. Khi mà chúng ta thực hành theo giáo pháp của Đức Phật thì có nghĩa là chúng ta có cái sự cung kính, tôn trọng đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng sự tôn kính, cúng dường cao thượng, vì do cái sự thực hành theo giáo pháp. Cho nên cứ mỗi lần đến cái mùa lễ khánh đản Quê Sắc, chúng tôi tưởng nhớ đến Đức Phật, thì trong đường người đệ tử Phật luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng mỗi chúng ta đều phải có trách nhiệm, có cái phận sự. Đối với một xuất gia thì học pháp, hành pháp và hoằng pháp. Đối với người tại gia cư sĩ thì học pháp, hành pháp và hộ pháp. Chúng ta cùng nhau tu tập như vậy, vừa tạo công đức phước hạnh đời sau để được giải thoát, mà chúng ta cũng vừa làm tròn cái trách nhiệm của mình từ thế hệ này sang thế hệ khác, tiếp nối duy trì mạng mạch của giáo pháp. Kính chúc chư tôn và toàn thể chư tôn nữ, chư Phật tử chúng ta một mùa khánh đản Quê Sắc được vạn sự cát tường, thân tâm thượng lạc. Nam mô Bụt Thầy. Xin kính thỉnh và thượng giác đẳng trở lại.
Sa thủ, kính thưa Hòa Thượng Từ Siêu với Đạo Từ vừa rồi. Thưa quý vị, ở trong mùa khánh đản về sắc, không có điều gì quan trọng cho bằng chúng ta có dịp lắng nghe Đạo Từ để đưa tâm tư của mỗi người trở về lại với hình ảnh của Bậc Đạo Sư, của Đấng Cha Lành. Và cùng với cái tâm tư đó, xin chúng ta trang nghiêm tam nghiệp để tụng kinh xin đáng cúng dường Tam Bảo. Và như thường lệ, hôm nay chúng ta sẽ cung thỉnh Chư Tăng Chùa Viện Giác Vĩnh Long để có khóa lễ mỗi ngày liên tục trong 7 ngày cúng dường Đức Phật nhân mùa khánh đản. Kính cung thỉnh Chư Tôn Đức bắt đầu cho khóa lễ hôm nay. Những kính lễ Sư Vô Tề Sư, Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng cùng Chư Tôn Đức, kính chào đại chúng. Xin phép đầu nghi thức khóa lễ nhân tuần lễ khánh đản Vê Sắc Phật tịch 2566. Nam mô Tát Sa Phật Ga Tu Ha Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Phật Ga Qua Tu Ha Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Phật Ga Qua Tu Ha Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bồ Tát Sa cúi đầu đảnh lễ đấng từ tôn bậc chánh biến trì đang cúng dường. Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lanh giữ lại quần sanh. Itipiso Phagawa Raham Samma Sambuddho Vicha Charana Sambanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadam Masa Ratisatha Deva Mano Sanang Buddho Phagawati. Hồng danh Phật nhiễm màu ân cung, chánh biến trì minh hạnh đủ đầy, đức ân thiện thể cao dày, bậc thế gian giải chỉ bày ly chân, vô thượng sĩ pháp âm tịnh diệu, bậc trưởng phu điều ngữ độ sanh, thiện nhân sư đấng Cha Lành, Phật đà toàn giang thế tôn trong đời. Xóa khá tu Phật gà hoa ta thâm mô sang đê tí cô a ca lý cô hê hi pa sĩ cô hô pa na di cô pa cha tăng vê đê ta phô nguyên vô hi tí pháp vi diệu Cha Lành khéo dạy, lìa danh ngôn giác ngộ hiện tình, vượt thời gian chứng vô biên, sát na đại ngộ hoặc nhiên liễu tường, đạo vô thượng đến rồi thấy rõ, hương thượng tâm thoát ngõ vọng trần, tri nhân tự ngộ giả chân, diệu thường tịnh lãng pháp ân nhiệm màu. Supatipanno Phagavato Sāvakasangho. Uchupatipanno Phagavato Sāvakasangho. Nyāyapatipanno Phagavato Sāvakasangho. Samicchipatipanno Phagavato Sāvakasangho. Yadidam cattari purisa yuga niyatha purisa bhogga Kalae Sāvakavato Sāvakasangho Ahunayo Pahunayo Dakhinayo Pañcalikaranayo Anuttaraṃ Vanyakhetaṃ Lokasati. Bậc diệu hạnh thính văn thích tự, bậc trực hạnh pháp giữ thiện gia, bậc như ly hạnh tăng già,
bậc chân chánh hạnh giới tòa Thế Tôn, thành đạo quả bốn đời tam chung, đệ tử Phật ưng cung tôn nghiêm, cùng nghinh kính lễ một niệm, thân chung vô thượng phước điện thế gian. Mahakaruniko na thu hita yasa papa ni nang bu re toa parami sa papa to sam bo ti mo tamang he te na sa cha wa che na ho tu te cha ya mang ga lam cha yam to bo ti ya mu le sa ya nang di wa tha no he wam toang vi cha yo ho hi cha ya so cha ya mang ga le pa ra chi tha ban lan ke si se pa ta vi pa ka re ra vi se ke sa pa bo tha nang nga ga pa to pa mo ta ti su na ka tang su mang ga lang so ba pha tang su ho ti tang su ka no su mo ho to ta su ye thang ram ma cha re Upada ki nam kaya kam mang va cha kam mang bada ki nam bada ki nam mano kam mang mani thi te bada ki na bada ki na nikata nala phan ta te bada ki ne đấng đại bi cứu khổ vì lợi ích chúng sanh hồn tu ba la mật chứng vô thượng chân giác mong với trăm môn này tu thành muôn hạnh phúc nhờ chiến thắng mà vương trên bồ đoàn bất bại địa cầu liên hoa đỉnh khiến dòng họ tất cả tăng trưởng niềm hoan hỷ, nguyện chiến thắng vẻ vang, nguyện khải hoài như vậy. Khi nghiệp thân khẩu ý, hiền thiện và thanh tịnh, chính là ngài ca tường, là giờ phung hạnh thân, là thời khắc hưng vượng, cúng dường bậc phạm hạnh, là thế tự nhiệm màu. Khi nghiệp thân khẩu uy chân chánh và sung mãn thì bổn nguyện thịnh đạt ai ba nghiệp thanh tịnh được vô lượng an lạc nguyện đàn đa tinh thi gia đình cùng quyến thuộc được thiểu bệnh linh khổ thường hạnh phúc an vui, sinh tiến trong Phật đạo, sở nguyện được viên thành. Sāpi sātā avirā hontu sukhitā hontu nindukkhā hontu abhyābhacchā hontu anikkhā hontu dikkhā yukkhā hontu arogyā hontu sambhati sambhicchantu sukhī attānaṃ parinahantu dukkha pattā yanindukkhā pajapattā Vaya soka pata chani soka hontu sape pibanino nguyện cầu tam hương mười phương chúng sanh muôn loài hãy thường an vui dân trừ hoang trai nhiều đời bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan hại nhau chỉ chuông lầm than Nê si điên đảo vô vàng đệ châu, chúng sanh vô bệnh sống lâu, nguyện cho thành tổ phước sâu đức dày, nguyện cho an lạc từ nay, dân trừ thông khổ đắng cay oan hờn, dân trừ kinh sợ tai hương, bao nhiêu khổ não đoạn trường vĩnh ly, nguyện cầu tam bảo chứng trì, sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn.
Akasatha chapumata devanaga mahetika punyam no anodam tuchiram rakkam tu sasanam akasatha chapumata devanaga mahetika punyam no anodam tuchiram rakkam tu ratake akasatha cúm ma tha đề qua na ga ma hi thi ca nhang no anu mô đan tu chi ram ra kham tu nha ta yo akasa tha cúm ma tha đề qua na ga ma hi thi ca anu mô đan tu chi ram ra kham tu ba ni no akasa tha cúm ma tha đề qua Naga mahetika punyam no anumodam tuchiram rakkham tu no sada. Nguyện phước bao đã làm mà hồi hướng các chư thiên bậc thiện thần hộ pháp nhiều oai tương thần lực ngự tâm cả trần hoàng. Hư không giới thiền giới xin các ngài tùy hỷ công đức đã thể hiện rồi hộ trì Phật pháp mãi soi sáng nhân thiên quân độ hưởng thái bình muôn người sống lạc nghiệp mà mẹ cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu thiểu bệnh dưng khổ sầu ngày ngày vui tu tập tịnh tiến trao đạo màu nhất tâm cầu giác ngộ. Chị kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, pháp kinh nhân ngày đầu tiên của tuần lễ Vesak chúng con vừa được tụng xong, và bây giờ chúng con kính cung thỉnh ngài hòa thượng Giác Đẳng tiếp tục quay trở lại để điều hợp chương trình ngày hôm nay. Xin kính thỉnh ngài. Sa thủ kính trình chư tăng chùa Phiên Giác Vĩnh Long với khóa lễ khánh đản vừa rồi. Thưa quý vị, mỗi ngày trong suốt tuần lễ sinh hoạt đặc biệt này, chúng ta sẽ có một khóa lễ để toàn thể chư tăng và Phật tử nhất tâm sinh tán và cúng dường Tam Bảo. Đặc biệt là chúng ta cảm nhận Đức Phật trong đời sống của chúng ta. Cái bạch chi tôn đức, thưa quý vị, hôm nay với chủ đề sự ra đời của một đấng toàn giác, chúng tôi xin được khởi đầu với một cái suy tư là thật ra khi chúng ta lớn lên trong một nền văn hóa Phật giáo và quen thờ kính Đức Phật, đôi khi chúng ta cũng nhận ra cái sự hy hữu của một vị chánh đẳng chánh ra đời. Đức Phật khác với tất cả những vị thinh văn đệ tử Phật, cho dù là những vị thượng thủ như ngài Xá Lợi Phất, ngài Bụt Kiền Liên, cho đến các bậc cao tăng thiền đức về sau này. Thứ nhất là ngài là vị khởi sự truyền thống chánh pháp và do tự thân ngài giác ngộ, và cho đến khi ngài viên tịch niết bàn năm 80 tuổi, thì ngôi nhà giáo pháp của ngài đã thiết lập. Và dựa trên ngôi nhà giáo pháp đó, chư tăng học hỏi, hành trì, khoan khóa. Rất là khác với trường hợp của chư vị đệ tử là hành theo. Đức Phật là vị đã truyền thuyết giáo pháp. Ngài tự mình giác ngộ, tự mình xây dựng ngôi nhà giáo pháp. Và do vậy, ngài là một bậc toàn giác, rất là hy hữu, rất là hiếm khi xuất hiện ở trong thế gian này. Chúng ta cứ tưởng tượng như vậy, là trong dòng lịch sử của nhân loại, nếu mà chúng ta nói thì từ thời tính sử, tức là bắt đầu có những nguyên sử ghi chép cụ thể về những gì xảy ra, thì thưa quý vị, dòng lịch sử đó không có quá
2.500 năm. Trước kia, chúng ta cũng nghe nói về nền văn minh của Hy Lạp, của Ai Cập, của Ấn Độ. Nhưng mà rồi, những gì được biết trong nền văn minh này, đa phần là do các nhà khảo cổ khai quật, suy luận và một vài cái vết tích ở trên bia ký, như là những cái lăng mộ của các vị vua Ai Cập, vua Pharaoh, với những cái ký tự để lại. Nhưng mà không có nhiều. Và từ khi mà nhân loại bắt đầu biết những cái tập sử như là Mahabharata hay là Mahavamsa, hoặc giả là sử ký Tư Mã Thiên, v.v. thì thứ gì cho đến ngày hôm nay đó, thì chưa có một ai khác đã để lại cái công trình về sự thành lập một cái hệ thống giáo pháp cũng như hệ thống tăng lữ như là Đức Phật. Nhưng mà đó là một câu chuyện rất ngắn ở trong dòng lịch sử của nhân loại. Chúng ta nói về một cái khoảng thời gian rất là xa xôi, cả hàng 30-40 triệu năm ở trên trái đất này, khi mà người ta biết được về những bộ xương, những bộ sọ, mà ghi nhận rằng đó là cái xương sọ của loài người. Một số những bộ xương sọ mà cho chúng ta biết rằng con người xuất hiện trên trái đất này có hơn 38 triệu năm rồi, thì điều đó cũng không có chắc là chỉ có chừng đó. Nhưng mà có khoảng tối dài 30-40 triệu năm so với 2.800 năm đó, thì cái vầng sáng của nền văn minh đó, nó hiện lên trong rất ít một thời gian dài chúng ta sống trong tăm tối. Như là ngày hôm nay chúng ta đã biết được những bộ lạc tồn tại ở tại những cái quần đảo của Indonesia, hay là ở tại cái khu rừng rậm vùng Amazon Nam Mỹ. Những bộ tộc này họ đã tồn tại cả hàng triệu năm qua trong một nền văn minh rất là thô sơ, và không có cái ánh sáng của nền văn minh mà chúng ta gọi là nền văn minh như là nhân loại đang được hưởng. Thì bây giờ khi mình nghiệm về điều đó, chúng ta mới hiểu sự khác biệt giữa sự tồn tại trong bóng tối và sự tồn tại của nền văn minh. Và nền văn minh của chúng ta hiện nay là nền văn minh vật chất, chứ không phải là văn minh tâm linh nữa. Con người sống ý thức được về thân phận của mình, ý thức về cái gì là nguyên nhân của khổ đau, của hạnh phúc, và có một cái hướng đi rất rõ ràng làm thế nào để huân tập cái năng lực nội tại. Đó là một câu chuyện lớn chứ không phải là một câu chuyện nhỏ. Không phải là ai cũng dạy cho chúng ta được điều đó. Và thứ gì, đối với Đức Phật, qua những gì mà chúng ta được biết, thì không phải tự nhiên Ngài xuất hiện ở đời thành một vị chánh đẳng chánh giác với một cái cuộc đời 80 năm đại phước như vậy, đại bi như vậy, đại trí như vậy. Mà theo trong kinh điển thì đó là một sự kết tâm, kết tinh của 4 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp. Đó là một cái sự thành tựu vĩ đại mà vô lượng chúng sinh trong cuộc đời này thì chỉ có một số ít có sự thành tựu như vậy. Thật ra thì theo trong kinh, trái đất mà chúng ta đang sống là một trái đất có nhiều diễm phước, diễm phúc, có tới 5 vị chánh đẳng chánh giác ra đời. Có những trái đất chỉ có 3 vị, 2 vị, 1 vị, và có nhiều trái đất thì chỉ có 1 vị chánh đẳng chánh giác ra đời. Và cũng có những trái đất không có vị chánh đẳng chánh giác nào ra đời. Từ hành trình để phát nguyện tự mình giác ngộ, đạt đến nhất thiết chủng trí, thì thưa quý vị, Đức Bồ Tát Ngài đã trải qua một cái cuộc trầm luân sanh tử rất dài, dài đến nỗi mà chúng ta không thể dùng những con số để ước tính về cái khoảng thời gian đằng đẵng đó. Mà ở trong văn hóa của Phạn ngữ gọi là một Asankhaya, là một A Tăng Kỳ. Và Đức Phật thì Ngài dùng một cái hình ảnh ví dụ để nói lên cái thời gian dài này. Có một tảng đá vuông vức 100 do tuần. Mỗi 100 năm có một người cầm một cái miếng
tơ lụa đến lao trên tảng đá đó, cho khi đến tảng đá đó nó mòn không còn nữa thì gọi là một A Tăng Kỳ. Điều này nó vượt ngoài tất cả những lý thừa, tất cả những con số mà chúng ta được biết về thời gian. Đức Thế Tôn đã trải qua 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đời kiếp như vậy để ngài viên thành quả vị chánh đẳng chánh giác. Điều này, thưa quý vị, tương tự như là có một câu chuyện. Chúng tôi nhớ một người cha dẫn một đứa con đi vào trong rừng, và người cha đã tự mình cất một căn lều nhỏ rồi đi tìm nước, tìm lửa về nấu nước uống cho người con, nấu thức ăn cho người con. Người con có một cái buổi sống ngoài trời, sống dã ngoại rất là hạnh phúc. Và người con nói rằng con cũng thích làm được như cha. Thì người cha cười. Nụ cười của người cha rất là đơn giản, là bởi vì không phải tự nhiên mà đi vào trong rừng, không phải tự nhiên mà lấy nước nấu lên mà uống được. Nó là cả một cái sự tích tập của nhiều năm kinh nghiệm. Kinh nghiệm sống ngoài trời, kinh nghiệm nấu ăn, kinh nghiệm sống làm sao có củi, có nước, kinh nghiệm sống ở trong nơi hoang vắng. Và tất cả những cái kinh nghiệm đó kết tinh lại được thể hiện ra trong một cái buổi đi dã ngoại. Người con này chỉ nhìn thấy điều đó, chỉ biết thưởng thức thức ăn, chỉ biết nhìn chim hót suối reo, chỉ biết nhìn tàn cao bóng cả của cây xanh bóng mát, nhưng mà không có cảm nhận được rằng những gì đang có đó, nó vốn có một cái chiều dài, một chiều sâu của một quá trình. Mà quá trình đó là sự tích tập kinh nghiệm. Thưa quý vị, chúng ta nói từ một điều này là có rất ít chúng sanh trong thế giới này cách đây 5 thế kỷ mà nhận ra rằng những hiện tượng vật chất cũng như hiện tượng tinh thần là một sự kết hợp của những sát na, của những đơn vị cực phi. Mãi tới thế kỷ thứ 16 chúng ta mới bắt đầu có một số cái khái niệm về cái gọi là nguyên tử, phân tử. Nhưng mà sự tiến bộ về hiểu biết vật lý cho đến khi bác học Albert Einstein ra đời đó, thì ông mới khẳng định được cho chúng ta biết rằng có một thứ gọi là nguyên tử, là phân tử, là đơn vị cực phi. Và đơn vị cực phi đó có mặt ở trong tất cả mọi hiện tượng vật chất. Đức Thế Tôn là vị đã nói về những sát na vật lý và tâm lý này 2500 năm về trước. Và chưa bao giờ trong vòng lịch sử của nhân loại mà có một vị giáo chủ nào nói với tất cả chúng ta rằng cái trái đất, một trái đất gọi là đại địa, một trái đất mênh mông, một trái đất mà dường như là có thể là bất di bất dịch này, nó có tuổi thọ của nó. Không ai nói chúng ta biết điều đó. Cựu ước của Do Thái giáo, của Hồi giáo và Kitô giáo đều nói đến là một trái đất vĩnh hằng. Đều nói đến là sự trở lại của một đấng tiên tri, hay là của, nói theo Kitô giáo là của Đức Chúa Giêsu, và tái lập điện địa đàng. Vườn địa đàng trên trái đất này nó sẽ vĩnh hằng. Nhưng mà Đức Phật thì chưa bao giờ nói về một trái đất vĩnh hằng, đừng nói đến vườn địa đàng. Bởi vì sao? Ngài dạy rằng tất cả những hiện tượng trong cuộc đời này, dù là một trái đất, dù là mặt trăng, mặt trời, các thiên hà, các cái vũ trụ, mọi thứ đều có cái tuổi thọ, có sanh, có diệt, có chấm dứt. Đó là cái nhìn của Đức Phật. Và ngay cả những khái niệm mà con người ngày nay được biết về thời gian ngắn dài, sáng tối, một ngày có bao nhiêu giờ, một năm, một tuần, có một tháng có bao nhiêu ngày, một năm có bao nhiêu tháng, vân vân, thì chúng ta cũng nghĩ đó là những chân lý bất di bất dịch. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng đó là những khái niệm rất là tương đối, thuộc banh nhát tí. Thì rõ ràng ngày nay, thưa quý vị, những cái phương hướng như Đông Nam, Tây Bắc không có áp dụng ở ngoài thái không, mà nó chỉ là sự chế định. Chúng ta sống trên trái đất, lấy Bắc cực làm hướng Bắc, lấy Nam cực là hướng Nam. Chúng ta đi hoài về hướng Đông sẽ gặp hướng Tây, đi hoài hướng Tây sẽ hướng Đông. Và ở ngoài thái không thì không thể nó có Đông Nam, Tây Bắc, không có phương hướng được. Và rồi cái thời gian mà gọi là một ngày một đêm, nó tùy vào cái thể tích của một cái tinh cầu.
Ví dụ như một ngày của hỏa tinh nó khác với một ngày của trái đất, tại vì hỏa tinh nó lớn hơn trái đất, và do vậy ở trên trái đất một ngày có 24 giờ, nhưng mà hỏa tinh thì không như vậy. Và một năm của một cái hành tinh đi chung quanh mặt trời nó cũng tùy thuộc vào quỹ đạo. Thành tất cả điều đó đều là tương đối. Sự tương đối này đã được Đức Thế Tôn Ngài nói đến ở trong kinh điển cách đây 25 thế kỷ, thời đại mà con người hoàn toàn không biết gì. Mãi cho đến ngày nay vẫn còn có những người họ tin rằng trái đất này bằng phẳng, thì đừng nói chi là nói đến sự tương đối của thời gian. Thì thưa quý vị, chúng tôi nhắc một vài cái ví dụ để cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà cái gì mà chúng ta được biết về nhân loại, về vũ trụ, nó quá ít ỏi lắm, và rất là ít ỏi. Ít ỏi đến nỗi mà chúng ta không dừng nghĩ rằng chúng ta có thể tự hào được là con người có khả năng nhìn xuyên thấu qua hai chiều, ba chiều, và thậm chí bốn chiều, năm chiều. Chúng ta không nói đến trục tung, trục hoành, chúng ta không nói yếu tố thời gian, chúng ta còn nói yếu tố chiều sâu của dĩ vãng, của quá khứ. Và rất là rõ ràng, và rất là rõ ràng là chúng ta phải nhận là cái tri kiến, sự hiểu biết của chúng ta có phần rất là hạn chế. Để một vị chánh đẳng chánh giác ra đời, và với nhất thiết chủng trí, một bậc gọi là đấng pháp nhãn, với con mắt có thể thấy rõ biết về nhân, về quả, về thô, về tế, về quá khứ, hiện tại, vị lai, thì thưa quý vị, đó là một sự thành tựu vĩ đại sau nhiều vô lượng kiếp tu tập. Và do vậy không có nhiều chúng sanh đạt được đến đích điểm đó. Cũng như là chúng ta nói đến hàng tỷ người có mặt trên trái đất này, nhưng mà tìm ra một nhà khoa học có tầm cỡ, có suy tư, thì thật ra chỉ đếm trên đầu ngón tay, chứ không phải là thời nào cũng có đầy dẫy. Vì vậy Phật quả toàn giác là một sự kết tinh hẳn hữu. Và nếu một người ý thức được điều này thì sẽ hiểu được cái câu nói là sanh làm người là khó, gặp được Phật là khó, và học hỏi được chánh pháp là điều khó. Những câu nói đó thoạt nghe thì không phải là một điều khó hiểu, nhưng mà để thấm thía, để cảm nhận một cách trọn vẹn, thì thưa quý vị, nó rất ít người có thể cảm nhận được điều này. Và chúng ta chỉ thật sự thấm thía được điều này khi nào mình biết trân trọng. Giống như mình tìm ra được một cái phương diệu dược, như mình tìm ra được một kho tàng, hay là mình tìm ra được một cái gì thật sự là quý, thì chúng ta sẽ có thái độ khác. Một khi mà chúng ta còn sống ơ hờ, một khi mà chúng ta sống khuẩn đãi, có vẻ như là cái đó nó sẽ như vậy mãi mãi, còn đó mãi mãi, thì thưa quý vị, điều đó không chắc là chúng ta hiểu rõ về Đức Phật đâu. Chúng tôi biết rằng có những người sống ở trong cuộc đời, họ có một ông cha rất là tuyệt vời, có một bà mẹ với trái tim rất là vĩ đại. Nhưng mãi đến khi cha mẹ mất đi rồi, thì họ mới thấy được rằng, ồ, mình có đi cái gì rất là quý. Chúng ta đối với Đức Phật cũng vậy. Chúng ta có lại Phật đó, có thờ Phật đó, có thỉnh thoảng đi chùa đó, thỉnh thoảng nghe Pháp đó. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng, khi nào mỗi mỗi chúng ta thực sự hiểu về sự hy hữu đối với sự ra đời của Đức Phật, và hiểu về sự hiếm hoi ở trong câu nói là khó thai gặp được Đức Phật, khó thai được sanh làm người, khó thai gặp được Đức Phật, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái tư duy hoàn toàn khác, một thái độ hoàn toàn khác, một sự tha thiết hoàn toàn khác. Và chính vì không có cảm nhận được điều này, thì thưa quý vị, chúng ta thường sống cho qua ngày đoạn tháng, chúng ta ít có khi đặt lại những cái giá trị của thời gian, đặt lại giá trị của cái gì mà mình có được, tìm được. Và ít khi chúng ta thấy được rằng mình cần có một thái độ sống hơn, tích cực hơn. Thì hôm nay trong mùa khánh đản, chúng ta xin ở đây tâm niệm năm điều
liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Điều thứ nhất, Đức Phật ra đời là một sự kết tinh của vô lượng kiếp tu tập, chứ không phải là một ân phước, một đại ngộ cá nhân. Điều thứ hai, trong hành trình vô lượng kiếp đó, Ngài đã hy sinh từ ngoại bậc cho đến tứ chi, cho đến mạng sống, để thành tựu, để quân tu ba la mật hạnh, chứ không phải chỉ là một cái cuộc tu đơn giản là bỏ vào rừng, ngồi yên, sống yên là thành tựu được đạo quả. Và điều thứ ba, chúng ta nên hiểu rằng cái quả vị bị chánh đẳng chánh giác là một ánh sáng của thế gian. Ánh sáng đó, đó đem lại sự soi sáng cho chúng ta trong đời này, với những giá liệt trì còn lưu lại trong tam tạng kinh điển, chuyên về những cái định luật của nhân quả, định luật của vạn pháp vô thường, khổ vô ngã, định luật của sự giác ngộ giải thoát, đã là những bài học quá lớn nhân loại. Và thưa quý vị, chúng ta cũng nói đến điều thứ tư là không dễ để có vị chánh đẳng chánh giác ra đời, và cũng không dễ để chúng ta gặp được giáo pháp của Ngài. Đã có rất nhiều người ngược xuôi trong dòng đời này, sanh ra có được điều này điều kia, nhưng mà họ không tiếp xúc được với hình ảnh của Đức Phật, với lời dạy của Đức Phật, với ánh sáng của Đức Phật. Vì vậy trong mùa khánh đản này, chúng ta là người con Phật, trong cái tâm niệm nghĩ tưởng về Đức Phật, chúng ta hãy cùng nhau trước nhất cảm nhận một điều rằng chúng ta thật hữu phúc, hữu duyên để được gặp Phật Pháp. Mặc dù thời đại bây giờ chúng ta không có được tận mặt diện kiến Đức Phật, nhưng mà rõ ràng một điều là chính sự tiếp xúc với Đức Phật qua giáo pháp đã cho chúng ta được một cái nguồn phước hạnh vô lượng vô biên trong cuộc đời này. Và chúng ta hãy ghi nhớ sự hữu duyên, hữu hạnh, hữu phúc này, nhất là trong mùa khánh đản trở về. Hãy tự cho chúng ta một niềm vui, một niềm vui rất lớn về sự hữu duyên, hữu hạnh, hữu phúc của mình. Hãy cho chúng ta một sự khích lệ tinh tấn. Sự khích lệ tinh tấn đó đủ để chúng ta lên đường, để chúng ta dấn thân. Và xin cho chúng ta có sự soi sáng để có một sự chắc lọc là cái gì nên làm và cái gì không nên làm, cái gì nên có và cái gì không nên có cuộc đời này. Nếu chúng ta đón nhận kỷ niệm sự ra đời của Đức Phật qua những ý nghĩa này, thì quả thật chúng ta có một mùa vê sắc thật sự là lợi lạc, thật sự là cát tường. Xin đảnh lễ chư tôn đức và xin cảm ơn tất cả quý vị đã cùng nhau để chúng ta chia sẻ những ý nghĩa liên quan đến ngày khánh đản. Và bây giờ thì chúng ta trở qua phần pháp đàm của mùa khánh đản, và đây là phần chia sẻ của tất cả chư tôn đức ở trong lớp học cùng học của chúng ta. Trước nhất thì bạch hòa thượng Từ Siêu, không biết là hòa thượng có ở trước máy không? Nếu hòa thượng còn nghe được, xin kính thỉnh hòa thượng hoan hỷ trở lại với câu thảo luận đầu tiên, và sau đó sẽ tuần tự cung thỉnh tất cả chư tôn đức. Năm nay thưa quý vị, ở trong mùa khánh đản thì chúng ta lại vắng sư Nguyên Thông, vì lý do là trong thời gian qua sư Nguyên Thông có vấn đề sức khỏe, và rất có thể là chúng ta sẽ không có còn sự góp mặt với sư Nguyên Thông nữa, bởi vì lớn tuổi rồi, càng ngày càng yếu đi, chứ khó có thể hồi phục trở lại bình thường. Sư bị stroke, nhưng stroke nhẹ, dù sao thì mất đi trí nhớ rất là nhiều. Bây giờ thì một lần nữa sẽ hỏi Hòa Thượng Từ Siêu, Hòa Thượng có ở trước máy và nghe được không? Và quý Phật tử có dạ, chắc Hòa Thượng Từ Siêu tạm thời không có một trước máy. Thượng tọa Tuệ Quyền ơi, Thượng tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Tuệ Quyền nghe được, xin thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền chia sẻ với câu thơ luận đầu tiên. Quý Phật tử có còn nghe chúng tôi nói không vậy? Thượng tọa Pháp Tân ơi, Thượng tọa nghe được không? Nếu tọa dạ, ô dạ thấy mà Thượng tọa Siêu rồi. Bạch Hòa Thượng Từ Siêu, nhiều người ngày hôm nay nghĩ về việc học Phật Pháp giống như một kho tàng triết lý, nhưng mà họ không có
đầu tư tâm trí để cảm nhận về Đức Phật. Chúng ta có thể hiểu về giáo pháp mà chúng ta không cảm nhận sâu sắc về Đức Phật không? Xin kính thỉnh Hòa Thượng chia sẻ về điều này. Cung kính Hòa Thượng. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ thần tu. Chưa tụng đức, kính thưa quý vị. Khi một người mà họ tìm hiểu hay nghiên cứu về giáo lý, mà thiếu, người đó thiếu cái sự cảm nhận về Đức Phật, là họ không thể lãnh hội được cái tinh hoa của giáo lý. Những người mà họ nghiên cứu các cái tôn giáo, rồi trong đó họ nghiên cứu qua Phật giáo, họ chỉ đọc ở trong kinh điển, họ phân tích được cái lý lẽ, họ nhớ được những cái triết lý đó. Nhưng mà khi họ không có niềm tin ở Đức Phật và họ không cảm nhận được người mà thuyết ra cái giáo pháp này là Đức Phật, thì người đó họ đã đánh mất đi hết 3/4 cái giá trị của giáo pháp. Chỉ còn lại 1/4 là họ hiểu biết về Phật pháp một cách chung chung, như là những cái môn học mà họ học ở trường lớp vậy thôi. Chính vì thế chúng ta muốn lãnh hội được giáo pháp sâu sắc, lãnh hội được giáo pháp như là một cái lý tưởng sống, thì chúng ta cần phải có niềm tin, chúng ta phải có cái sự cảm nhận về Đức Phật, thì chúng ta mới lãnh hội được cái lời lẽ đó, cái Phật ngôn đó. Có nhiều lời dạy, có nhiều Phật ngôn thú vị, khi mà chúng ta mặc lên thì chúng ta cảm nhận như là có Đức Phật đang ngồi đó để thuyết cho chúng ta nghe cái câu đó. Hình ảnh về Đức Thế Tôn ngài đến chăm sóc một vị tỳ kheo bị bệnh, và ngài đã thuyết cho vị tỳ kheo đó nghe, ai chưa rằng có tài văn ca vô và thần quân cả thế giới sẽ thí cho thu ở bề tất bình gia lô để rất thăng qua cân gà răng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như gỗ mục vô dụng.
Khi mà chúng ta cảm nhận được, chúng ta cảm nhận được Đức Phật, Ngài đang ngồi đó và Ngài thuyết cho vị tỳ kheo được nghe cái câu đó, chúng ta mới thấm thía được cái câu Phật ngôn này. Và khi chúng ta thấm thía được câu Phật ngôn này thì chúng ta mới hồi quán lại cái thân của chúng ta. Rồi đây thân này cũng sẽ nằm dài trên đất, để người ta vứt bỏ ở tha ma mộ địa, hay vứt bỏ xuống sông, và vứt bỏ trên quả đài. Nó như một khúc gỗ bột vô dụng, không có lợi ích gì hết. Rồi nó sẽ tiêu hủy. Hay khi mà chúng ta đọc những câu Phật ngôn khác mà nói về một cái đời sống của những người ngu si thiểu trí, chuyên giải đãi phóng dật, còn người trí thì họ giữ cái hạnh chuyên cần như giữ tài sản quý. Nếu như những cái câu Phật ngôn như vậy đó mà chúng ta đọc qua mà chúng ta không có cảm nhận được như có Đức Phật ở trước mặt và Ngài thuyết câu Phật ngôn đó, Ngài thuyết lời đó, thì chúng ta sẽ không có lãnh hội được cái ý nghĩa đó đâu. Chúng ta không lãnh hội được ý nghĩa. Chuyện này mà chúng ta học qua cái tác phẩm Kinh Pháp Cú, mỗi một Phật ngôn đều có cái duyên sự kệ ngôn này Đức Phật Ngài thuyết ở đâu, do chuyện gì đề cập đến ai, vâng vâng. Mỗi câu pháp cú chúng ta chịu khó chúng ta đọc cái phần chia sự, để khi mà chúng ta học cái câu Phật ngôn đó thì chúng ta cảm nhận được Đức Phật Ngài đang thuyết. Còn nếu như mà chúng ta đọc thẳng vào trong kinh Trung Bộ, Trường Bộ qua, chúng ta được qua những cái bài kệ Phật ngôn mà ghi đơn giản, không có nói đến duyên sự, thì đời sống hàng ngày của chúng ta phải luôn luôn chúng ta niệm tưởng đến Đức Phật. Ngày nào chúng ta cũng niệm tưởng đến Đức Phật. Đức Thế Tôn là vị đã giải thoát. Ngài đã thuyết pháp để tránh trước cái sự khổ này, sự khổ đau này. Ngày nào chúng ta cũng suy nghĩ như vậy. Rồi trong tư tưởng chúng ta lúc nào cũng cảm nhận có Đức Phật. Nên bắt đầu khi mà chúng ta học kinh điển, học giáo lý, những bài dạy nào
được trình bày, chúng ta đều lĩnh được nguyên giáo pháp một cách sâu sắc, bởi vì chúng ta đã cảm nhận có Đức Phật, chúng ta cảm nhận về Đức Phật. Điều đó hay lắm thú vị. Còn nếu như chúng ta chỉ như là một nhà học giả, một nhà nghiên cứu về tôn giáo, chúng ta đối với Đức Phật không có một cảm nhận gì. Người đó không có cảm nhận gì về Đức Phật. Thì như vậy họ nghiên cứu giáo lý Phật giáo, như chúng tôi đã nói, là họ chỉ nghiên cứu như là những cái triết lý của nhân loại thôi. Chứ họ không có lãnh hội được cái tinh hoa của giáo pháp. Ở hai điểm này khác nhau. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta không phải là một nhà học giả, không phải là một nhà nghiên cứu Phật học, mà chúng ta là những người đi tìm đạo. Khi mà chúng ta là người tầm đạo đó, tâm đạo giải thoát, thì chúng ta mới hướng đến Đức Phật để chúng ta học hỏi giáo pháp của Ngài. Thì khi đó chúng ta mới lãnh hội được cái tinh hoa giáo lý của Đức Phật. Còn nếu chúng ta đặt mình là một nhà nghiên cứu hay một học giả, là chúng ta sẽ khó, chúng ta sẽ khó lãnh hội được giáo pháp một cách sâu sắc. Thời nay thưa quý vị, chính cho những vị tu sĩ xuất gia, họ đi đến cái trường lớp họ học, họ chỉ nhắm vào ở chỗ là học để lấy bằng cấp thôi, để cho có cái học vị để đi làm việc. Dù khi họ học ở trường lớp Phật học cũng được nhắc tới Đức Phật, nhưng mà họ không cảm nhận về Đức Phật, bởi vì qua cái việc học họ đối phó với bài vở, với điểm thi, cho nên họ không cảm nhận được Đức Phật. Thế là ra khỏi trường lớp, dù cho họ có lấy được cái mỏ, nhưng mà chúng tôi quyết chắc rằng là họ không có lãnh hội được giáo pháp theo chiều sâu. Cho nên cái việc mà lãnh hội giáo pháp theo cái chiều sâu, chỉ có người đang cố gắng nỗ lực thực hành thiền định vì họ cảm nhận được cái khổ này, cái khổ luân hồi hay khổ thân ngũ uẩn, mà chính do Đức Phật Ngài đã khám phá, Ngài đã tuyên bố. Thì người mà thực hành như vậy đó, thực hành giáo pháp như vậy, thì họ mới lãnh hội được cái tinh hoa của giáo pháp. Còn nếu như một người mà họ không có thực hành thiền định, nhưng họ lúc nào họ cũng nhớ tưởng về Đức Phật, thì vậy khi họ đọc một bài kinh, họ học một câu Phật ngôn, thì họ đều không nhận được tinh hoa của lời dạy đó, vì họ, trong tâm của họ có cảm nhận được Đức Phật, về Đức Phật.
Đó là một điều quan trọng. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu pháp đàm một mà Hòa Thượng Giác Đẳng vừa nêu. Xin cung thỉnh Hòa Thượng trở lại. Sạch những cái trường hợp thường tự bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, nếu tại chúng tôi trên đường đi ở bên ngoài, nếu quý vị Phật tử thấy pháp tân hiện tại tự quyền có mặt ở trước máy và quý ngài, không biết là thượng tọa pháp tân có nghe được không? Nếu thượng tọa pháp tân nghe được, xin thượng tọa Hoa Kỳ cho biết. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa pháp tân, thượng tọa có ở trước máy và nghe được không? Và xin hỏi thượng tọa có ở trước máy và nghe được không? Nếu quý vị thân hiện tại từ đầu thì chúng tôi biết nha. Dạ vâng. Dạ bạch Hòa Thượng Từ Siêu, thấy Hòa Thượng không biết trả lời thêm một câu nữa không? Nếu chưa thể trả lời thêm một câu nữa, xin quý vị hãy lên tiếng sư đệ sẽ thánh sư huynh. Sư định sư đệ cứ dừng hỏi, bởi vì không có dạ các vị giảng sư ở trong room cho nên sư huynh sẵn sàng. Dạ vâng. Và sư huynh, cái gì mà thường mà chúng ta cứ nghe đi nghe lại hoặc là sống mỗi ngày đó, thì đôi khi ít khi chúng ta có một sự xúc động sâu xa. Ngay cả khi mình sống với một ông cha bà mẹ rất thương mình, nhưng mà rồi phải có một cái duyên sự nào đó, một dịp nào đó, thì chúng ta mới có thể rơi nước mắt. Và chúng ta mới có thể nhận rằng mình quả thực là mình có được cái gì rất là hữu duyên, hữu hạnh ở trong cuộc đời để có được cha, có được mẹ. Thì bạch Hòa Thượng, đối với Đức Phật, chúng ta đặc biệt là người xuất gia, mỗi ngày tụng kinh Phật, nhắc lại lời Phật dạy. Hòa Thượng có thể cho biết một vài cái trường hợp nào mà Hòa Thượng tìm thấy được một cái cảm xúc rất là mạnh khi nghĩ về Đức Phật không? Xin Hòa Thượng sẽ chia sẻ đại chúng với đại chúng ở đây về điểm này. Kính bạch từng cái thưa quý vị. Vấn đề này chúng ta mỗi người phải thử thiết lập cho mình một cái niềm tin nơi Đức Phật. Rồi chúng ta mới cảm thấy được cái sự hiện diện của Đức Phật trong cuộc đời của chúng ta. Cũng giống như khi mà cha mẹ của mình có rất nhiều người con, nhưng trong đó những người con ở xa gần an ít có bao giờ về thăm viếng cha mẹ, ít một nhắn tiền nhắn về một lần, nhưng mà rồi họ đến rồi họ đi. Nên nếu với họ không có một cái cảm nhận sâu sắc, không có cái cảm giác sâu sắc về tình phụ tử, tình mẫu tử thiêng liêng, nếu như có một người con
ở gần cha mẹ, trong khi các anh chị em đi hết thì chỉ có một mình họ ở trong nhà chung để nuôi dưỡng cha mẹ. Thì ngày nào họ cũng phụng dưỡng cha mẹ, họ trò chuyện với cha mẹ. Từ khi được cha mẹ có đi vắng hay là cha mẹ qua đời, thì lúc bây giờ họ mới cảm thấy, người con đó mới cảm thấy trống vắng, cảm thấy thiếu thốn. Nhưng mà cái sự thân cận, gần gũi, nuôi dưỡng cha mẹ thì phải bằng cách là thương yêu thật sự, thương kính cha mẹ thật sự. Chứ còn ở gần bên mà không biết của cha mẹ khó khăn hay là chi chi đó, rồi đứa con nó vì bổn phận mà phải chăm sóc, nhưng mà nó cũng bực bội, thì trong trường hợp này cũng là phản tác dụng. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói là trường hợp một người cha người mẹ hiền như Đức Phật, thì như vậy mới làm cho người con đó họ cảm thấy thấm thía cái tình mẫu tử, tình phụ tử khi họ sống gần với cha mẹ. Cũng như thế nào thì ở đây, khi mà chúng ta là những người con Phật, ngày nào chúng ta cũng chuyên niệm về lời dạy của Đức Phật, khi mà chúng ta cảm nhận sâu sắc về lời dạy của Ngài, về cái bản chất của cuộc đời mà Đức Thế Tôn đã dạy, và Ngài chỉ cho chúng ta những cái phương pháp ở cái sự an vui lúc xa phiền não, chúng ta phải cảm nhận được điều đó. Thì mỗi lần mà chúng ta đọc đến cái câu Phật cô, thì chúng ta mới cảm nhận sâu sắc về Đức Phật. Thực ra thì thưa quý vị, điều này nói dễ thì cũng dễ, nhưng mà khó thì cũng khó. Một người, một vị tỳ kheo, một vị sa di, một vị tu nữ, hay là một cận sự nam, cận sự nữ, qua ngày thỉnh thoảng thì mới lại Phật, nhưng mà lại cho có lại là bằng hình thức như họ không hiểu gì về Đức Phật đó, thì dù cho họ có lại đi nữa, họ cũng không có những giây phút mà dâng trào cảm xúc khi nghĩ về Đức Phật. Không có đâu thú gì. Những người mà mỗi ngày lên tụng kinh nhưng mà tổng mình không hiểu, đọc mình không hiểu, như đọc tiếng Bali chẳng hạn, đọc còn không hiểu, thì như vậy cũng không có cảm xúc được. Còn đọc tiếng Việt á, đọc nghĩa Việt cái bài kinh đó, nhưng mà chỉ thuộc lòng như con cát, như con vẹt. Nhiều khi đọc mà tâm miệng thì đọc như vậy đó, đọc vô quán tính, mà tư tưởng thì lo suy nghĩ đâu đâu đó,
Hiện giờ nói người này cũng không có cảm xúc dân trào khi mà nghĩ về Đức Phật. Khó lắm thưa quý vị, vì rằng chúng ta không phải là bậc thánh. Nếu mà chúng ta là vị tu đồ quần của Đà Hàm, A Nàm, A La Hán, là những vị đã tự mình chứng nghiệm được giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết, tự mình chứng nghiệm được giáo pháp, và trên tu quê đi tấp bồ quy diệu hí, thì khi đó bất cứ ở đâu, bất cứ giờ phút nào, hãy nhìn đến bậc đạo sư thì một cái cảm xúc dân trào. Còn đối chúng ta phàm phu thì chúng ta phải luyện. Nếu chúng ta học Pali, học câu Phật câu mà tiếng Pali, thì chúng ta học chữ đâu nghĩa đó để cho tâm dành lên cho chúng ta nhớ. Còn nếu như chúng ta là người rành rẽ Pali đó, thì đọc câu Phật câu nào lên thì chúng ta cũng biết cái ý nghĩa đó. Thì vậy thì chưa tốt thì chúng ta. Còn nếu như chúng ta chỉ đọc nghĩa Việt không đó, thì chúng ta phải có cái chánh niệm, chúng ta ghi, chúng ta ghi nhớ. Nhưng mà thật ra thì cũng cái vấn đề này nó hơi bị chướng ngại chút xíu, như đối riêng với bản thân chúng tôi. Mình khi mà đọc những bản kinh tiếng Việt, những cái vị dịch giả họ dịch cái bản kinh đó để chúng tôi, thì chúng tôi cũng được một cách vô hồn. Chúng tôi không có cảm nhận về Đức Phật, bởi vì họ dịch quá xa với lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Cho nên chúng ta ít có đọc tiếng Việt không? Sáng lên công phu là chúng tôi chỉ đọc tiếng Pali thôi. Nhưng mà cũng may mắn cái là nhờ chúng ta hiểu được, rồi chúng tôi lại thêm có cái chúng tôi luyện tập cho mình một cái chánh niệm. À, nếu đọc lưu, đọc xu, đọc ngược, đọc sao đừng cho nhầm lẫn, đừng cho quên, quên đoạn, thì như vậy luyện tập riết cũng quen. Thế là khi tụng đến bài nào là mình hiểu được ý nghĩa về kinh đó. Lúc đó mới có được cái cảm xúc, mới có được cảm xúc khi mà nghĩ về Đức Phật. Mặt khác, còn tùy theo cái cá tính của người nữa. Nếu mà người mà có cái khuynh hướng mạnh về đức tin đó, sát tha thiết cá, thì người này khi nhìn đi qua bộ để chiêm bái, họ cũng dưng nhớ lại chính nơi này, tại cái chỗ ngồi này, dưới gốc cây này, dưới cái cây bồ đề này, chính Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, ngài đã ngự ở đây. Vĩ kỷ bao nhiêu đó thì cái niềm cảm xúc dân trào, cái đó là đối với người có đức tin, cái người có lòng tin thôi. Có một tin mạnh. Hồi nãy đến giờ chúng tôi trình bày kia là người có khuynh hướng trí tuệ nặng, gọi là Paññā Thikkhā. Người có lòng tin thì họ chỉ cần thấy những gì có liên quan đến Đức Phật thì họ đã có sự cảm xúc dân trào rồi. Còn người có trí nặng về trí tuệ đó, thì họ cần phải có được
sự hiểu trong pháp đó, thì họ mới có cảm xúc dâng trào khi nghĩ về Đức Phật được. Còn người có khuynh hướng về tinh tấn, người mà đi thí dụ như đi chùa, họ chỉ thích làm công quả thôi, không thích nghe pháp, mà cũng không có thường nhớ tưởng đến Đức Phật, không từng lại Phật. Như vậy nếu mà đi đâu như đi qua Ấn Độ chẳng hạn, mà dẫn họ theo để cho họ đi theo đó, thì họ theo để họ phục vụ cho đoàn thôi thì được. Nhưng mà đến cái chỗ mà đảnh lễ Đức Phật thì họ không có, họ không có cảm xúc. Và khi mà nói đến giáo pháp, được trình bày giáo pháp có liên quan đến lời dạy, đi đến cái chỗ Sarnak, cái chỗ mà Đức Thế Tôn chuyển pháp luân, khi mà vị trưởng lão, cái vị trưởng đoàn đó, mà thuyết minh về cái bài pháp mà Đức Thế Tôn thuyết tại đây lần đầu tiên, là ngày thuyết về con đường trung đạo và tứ đế. Dù nghe nói như vậy, nhưng mà với cái người, người với người nặng về đức tin đó, thì chỉ cần nghe nhắc đến nơi này Đức Thế Tôn ngài đã ngự đến để ngài thuyết pháp đầu tiên cho năm thầy Kiều Trần Dương, là họ đã có cảm xúc dân trào rồi. Còn với người có trí tuệ, khi mà họ nghe nhắc đến cái bài kinh chuyển pháp luân và họ hiểu được cái bài kinh đó, họ cảm nhận được có Đức Phật qua cái lời dạy của Đức Phật, lời dạy về bài kinh đó, cái cảm xúc dâng trào được. Còn cái người họ chỉ có cái sự tinh tấn siêng năng, nhưng mà họ thiếu niềm tin, họ thiếu trí tuệ, thì cái người đó họ khó có cảm xúc thú vị. Nhưng mà một điều nữa đó, cái cảm xúc dâng trào của chúng ta đó là quan trọng ở chỗ là cái lòng tỉnh. Chúng tôi thường thường chúng tôi có cái sự cảm xúc dâng trào khi mà những chúng tôi rất là kính trọng các bậc trưởng lão A-la-hán trên là Đức Phật và các vị trưởng lão như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mokkallana, ngài Moggallen hay là ngài Mahakacchana, Anuruddha, Ananda chẳng hạn. Vì có cái lòng tỉnh túng nơi Đức Phật và nơi chư thinh văn đệ tử Phật, cho nên khi mà chúng tôi đọc trong cái nghĩa mà cái chỗ nào mà các vị tôn giả đó thuyết giảng hay là gặp nhau rồi các vị hai bậc long tượng đối đáp với nhau đó, thì lúc đó cảm xúc dân trào thú vị. Nó dễ ngăn ở trong cổ học đó, cái cảm xúc đó được. Đó là do cái lòng tỉnh tính của mình. Thì như vậy tất cả những gì mà chúng ta muốn nói ở đây là chúng ta muốn có được cái cảm xúc dân trào khi nghĩ về Đức Phật. Rồi chúng ta có ba trường hợp. Một là chúng ta có cái lòng tỉnh tính của Đức Phật thật nhiều. Có lòng tỉnh tính đặc biệt về Đức Phật. Thì khi mà chúng ta thấy nghe những gì có liên quan đến Đức Phật thì chúng ta mới có cảm xúc. Thứ hai nữa là chúng ta có cái trí tuệ hiểu được kinh điển. Mỗi lần mà chúng ta đọc tụng, chúng ta hiểu được, cái cảm xúc chúng ta cũng sẽ dâng trào. Cái thứ ba nữa là khi mà chúng ta đạt đến thánh đạo thánh quả do tự mình
thực chất lời dạy của Đức Phật, thì lúc đó khi mà nhắc đến Đức Phật thì mình sẽ có cái cảm xúc dân trào. Ba cái sự kiện đó thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị trong cái câu pháp đàm hai mà Hòa Thượng Gia Đẳng gửi đến Bồ Tát Thầy. Sa thủ kính chào Hòa Thượng Tề Siêu với câu thảo luận vừa rồi. Xin được hỏi là không biết Thượng Tọa Tuệ Quyền hay Thượng Tọa Pháp Tân có vị nào có mặt ở trước máy không? Nếu quý ngài có đang có mặt ở trước máy, xin quý ngài có thể lên tiếng chẳng. Một lần nữa xin được hỏi là Thượng Tọa Tuệ Quyền Tổ Pháp Tân có vị nào có mặt ở trước máy không? Thưa vị, có lẽ là cũng để dạ. Dạ, quý vị có thấy vị nào mới vừa đưa tay lên phải không? Có vị nào đưa tay lên, quý vị mới có vị nào cho biết không? Dạ. Kính bạch Thiên Tôn Đức và thưa quý Phật tử, tiếp theo lời của Hòa Thượng Tuệ Siêu, chúng tôi xin được nói thêm đôi điều trước khi chúng ta hồi hướng và phát nguyện ở trong buổi lễ ngày hôm nay. Quả thực thì chúng ta thường hay có một cái ý nghĩ rất là đơn giản khi mà đến với đời sống tinh thần. Tương tự như nhiều người đi du lịch, có một lần mình mua vé sang Paris, và sang Paris trong vòng một tuần, hai tuần, thì ai hỏi chúng ta là đã đi Pháp chưa? Có biết tiếng Pháp không? Thì mình trả lời dạ đi rồi, dạ biết tiếng Pháp. Và chính bản thân của chúng ta thì đôi khi cũng có cảm tưởng như là mình đã biết tiếng Pháp rồi. Nhưng mà kỳ thật thì 5 ngày 7 bữa ở tại Paris, không chắc là chúng ta biết về Paris hết, đừng nói chi là tiếng Pháp. Không chắc gì mà chúng ta đến những địa danh như là Sạc Đường Ô Lê Toa, hay Tua Phen, hay là vườn Lục Sâm Bua, hay Đại học Sạc Bôn mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết về nước Pháp. Khi cả chúng ta đi cả một tháng ở tại Paris, nhưng mà chúng ta đến vào mùa hè, thì thật sự Paris cho chúng ta có cảm giác rất là khác khi chúng ta đến vào mùa thu. Mùa thu Paris nó cho chúng ta một cảm giác khác hoàn toàn. Và với một đất nước như nước Pháp, mà bảo rằng 10 bữa nửa tháng mà chúng ta có thể hiểu được văn hóa nước Pháp, thì thật sự lời nói đó có vẻ như là lời nói hơi nông nổi. Là bởi vì, thưa quý vị, một đất nước mà có cái chiều dày lịch sử, và đặc biệt là có một nền văn hóa đa dạng như là Pháp, thì không thể nào nhất thời mà chúng ta cảm nhận được. Đây là một thí dụ về đời sống tinh thần. Chúng ta thường tự mãn và thường hiểu rằng chúng ta đã nghe rồi. Đôi khi chúng ta chỉ nghe bằng chữ nghĩa thôi. Tứ đế là khổ tập diệt đạo, tham giác chi là niệm giác chi, cần pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi. Chỉ nghe và quen thì chúng ta tin rằng chúng ta đã hiểu chiều sâu rồi. Thực tế thì không phải vậy. Nó cũng giống như là ở giữa chợ đời, chúng ta gặp rất nhiều người. Mình chào anh A, bà B. Mình có biết thì có biết nhưng không hẳn là quen. Có quen thì có quen, không hẳn là hiểu. Và chúng ta biết bao nhiêu về cuộc đời này, về những người chung quanh, về chính thân tâm của chúng ta. Đừng nói chi là chúng ta biết về Đức Phật, biết về giáo Pháp, biết về Tăng. Có một lần chúng tôi nghe một pháp thoại của một vị sư người Anh mà tu với Ngài Chánh Cha là Chánh Cha Saro. Vị này nói rằng cái cảm nhận của chúng ta về Đức Phật lớn dần theo năm tháng. Có những điều mà khi mới vào tu thì mình nghe ngờ ngỡ, đã quỳ xuống là con quy Phật, con quy Pháp, con quy Tăng.
và vị này đến từ một nền văn hóa rất là khác biệt, đó là văn hóa Kitô giáo, đến từ nước Anh. Nhưng một khi một quỳ xuống để xin quy Phật, quy pháp, quy tăng xuất gia thì nghĩ rằng mình đã đi xa lắm rồi, mình đã xác lập được niềm tin của mình rồi, mình đã là con Phật rồi. Nhưng mà không, 20-30 năm sau có những cái thăng trầm của cuộc sống, có đi qua nhiều cái giai đoạn khác nhau thì mới thấy rằng mỗi một thời, mỗi một hoàn cảnh, mỗi cái tuổi đó, ta hiểu về Phật, cảm nhận về Phật một cách khác nhau đi. Vì chúng ta không bao giờ nên nghĩ rằng mình đã đi chùa, đã biết lại Phật, như vậy mình hiểu Đức Phật. Ở trong kinh Trường Bộ, ở trong Trường Bộ kinh Samanaphala Sutta, tức là kinh Samu-quả, thì Đức Phật Ngài có dạy về cái sự tán thán Đức Phật của kẻ vô văn phàm phu. Nó khác với sự tán thán Đức Phật của Bậc Thánh. Và có lẽ là vị nào mà thường theo dõi lớp Tư Ưng Bộ, thoảng chúng ta bắt gặp một vài lời xưng đáng Đức Phật mà không phải của một cư sĩ, không phải của một phàm nhân, mà một vị thánh đi hay một vị phạm thiên đắc thánh quả, lời xưng đáng rất khác. Và đôi khi chúng ta nghe nhưng mà phải định nghĩa rất là nhiều. Tại vì sao vậy? Tại vì ở mỗi một trình độ, mỗi một cung bậc, chúng ta có một cái cảm xúc khác nhau. Phải nói một điều là cái trình độ của chúng ta rất là quan trọng để chúng ta nhận biết và để chúng ta xưng tán. Do vậy, mỗi một năm vào mùa khánh đản lại là một cái cơ duyên rất là lợi lạc để cùng nhau ôn nhắc về Đức Phật qua kinh điển, để cùng nhau suy niệm Đức Phật qua những gì mà chúng ta được biết ở sách vở, ở những bậc thích giả, và đồng thời có những câu tự vấn là chúng ta cảm nhận gì về Đức Phật ở giữa cuộc đời này. Chúng ta không thể nói đến hành trình ngắn hay dài, từ đâu đến điểm đâu, phát xuất từ điểm nào. Có những người đã đón nhận hình ảnh của Đức Phật từ cái giây phút chơi vơi trong cuộc sống này, rất khổ, khổ cùng cực, bỗng nhiên tìm thấy Phật, như nàng Kisana Gotami. Có những người đón nhận Đức Phật từ một chuyến đi lạc lõng giữa đêm đen, như là Bà La Môn thanh niên Giác Sát. Có những người cảm nhận Đức Phật ngay ở trên lưng voi, như là tướng quân Si Hát. Có những người cảm nhận Đức Phật một cách sâu sắc khi mà đang nằm ở trên giường bệnh. Và có rất nhiều trường hợp ở trong kinh điển khác nhau. Thậm chí là có một thanh niên, tuy là con nhà giàu có nhưng mà người cha rất là bụng xỉn, con mình bệnh mà vì đắn đo hơn thiệt về tài sản đã đem người con bệnh của mình ra đặt ở ngoài cái mấy hiên nhà để có ai đến thăm không nhìn thấy tài sản của mình. Đã bệnh hoạn, gặp một người cha hẹp lòng, bủn xỉn, và trong cuộc đời dường như là hoàn toàn tăm tối. Thế mà bất nhìn thấy hình ảnh của Đức Thế Tôn cao khiết, trong sáng, thánh thiện xuất hiện. Và hình ảnh đó đó đơn giản là một sự cảm nhận rất là trực tiếp, không qua lời thoại, không qua văn ngôn mỹ từ, mà chỉ là một hình ảnh rất là cao cả, tốt đẹp. Vậy mà người này đem được Phật vào lòng và sanh về cảnh giới an lạc. Thì trong đời, thưa quý vị, chúng ta rất là khó nói lắm. Khi mà càng
đọc kỹ kinh điển và càng chiêm nghiệm trong đời sống, thì chúng ta thấy rằng những cái manh mối cuộc sống vốn dĩ nó rất là khó biết là tại sao chỗ này mà có những đóa hoa dại nở mà chỗ kia lại không. Tại sao có những đóa hoa trong rừng nó lại mọc ở dưới một bóng cây, còn có những thứ khác mọc chơ vơ ở ngoài đồng cỏ. Dĩ nhiên là nó có nhân có duyên của nó, nhưng bảo giải thích thì chúng ta giải thích không hết, hoàn toàn không hết. Thì tương tự như vậy, ở trong cuộc đời này có vô số cách mà người ta đến với Đức Phật. Vì vậy chúng ta cần mở rộng lòng ra, có cái nhìn rất là cởi mở, không bao giờ đóng khung, không bao giờ có một cái nhìn cục bộ cho rằng chỉ có như vậy mới là tìm được Phật, chỉ có như thế kia mới là gặp được Phật, chỉ có thế đó mới là về cõi Phật, vân vân. Mà chúng ta nên hiểu là có trăm ngàn trường hợp khác nhau, và đến với Đức Phật rất khó để chúng ta chỉ cảm nhận mà không đi với những giá trị thực sự. Bởi vì kinh có nhiều người nói một điều gì đó, thí dụ như thanh niên Singala lễ bái sáu phương đông nam tây bắc trên dưới và nói về cái lời dạy của người cha mình, thì Đức Phật đã dạy rằng cách lễ bái lục phương trong cái đạo lý của Bậc Thánh không phải như vậy. Đạo lý Bậc Thánh là gì? Đó là cái pháp chân thật, đó là pháp thực sự lợi ích, đó là cái pháp có khả năng chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Thì thưa quý vị, với những điều này đó, rõ ràng Đức Phật Ngài muốn cho chúng ta hiểu được rằng đừng bao giờ quá tin vào cái tư kiến, tin vào cái gì của mình, mà hãy mở rộng lòng ra, cho mỗi người những cơ hội và cho chúng ta những cơ hội. Và nếu chúng ta tự quan niệm rằng chỉ có cái này mới là chân thật, tất cả cái khác đều hư hoại, hư hủy, thì điều đó nó làm thiệt thòi cho chúng ta. Chúng tôi nhớ có một thời gian dài ở Việt Nam, người ta chỉ theo một chủ nghĩa, và người ta cho rằng cái chủ nghĩa đó là chủ nghĩa bách chiếc bách thắng, cái gì tốt hết. Nó phải mất bao nhiêu thế hệ nghèo nàn lạc hậu khổ sở thì người ta mới nhận ra rằng đó chỉ là một quan niệm thôi, đó chỉ là một ý thức hệ thôi. Nó thực tế nó không có vậy. Dân chúng lầm than, đất nước lạc hậu, và người ta không tìm thấy được một cái không khí thật sự của một cái nền dân chủ thịnh trị. Thì ở đây nói cho cùng, nó chỉ là một cái cách suy nghĩ đóng khung. Chỉ có đây là chân thật, ngoài ra là hư huyễn. Nên khi chúng ta học Phật Pháp, và đặc biệt trong mùa khánh đản, thì chúng ta nên cảm nhận một cái diễm phúc rất lớn của những người con Phật, là Đức Phật dạy tất cả chúng ta rằng cái khả tính giác ngộ và phương pháp hành trì, con đường sống hiện thiện, có nhiều thứ, nhiều cách, trăm môn ngàn lối. Và ngay cả sự cảm nhận Đức Phật, nó tùy thuộc rất nhiều vào cái trình độ căn cơ, nó tùy vào cái tâm tính của chúng ta. Và mong rằng chúng ta sẽ tìm được cho mình một cái vị trí thích hợp để nhìn, để đón nhận Đức Phật vào lòng một cách chân thật, một cách lợi lạc trong mùa khánh đản này. Xin chúng ta đem tất cả những cái phước lành mà chúng ta đã tham dự buổi lễ ngày hôm nay để hồi hướng đến các bậc tiền nhân đã gìn giữ cái mối đạo tồn tại cho đến thế hệ này mà chúng ta còn thừa nhận được, còn đón nhận được. Chúng ta hồi hướng công đức này đến tất cả cha mẹ, thầy tổ, các bậc siêu trưởng cũng như các bậc ân nhân đã cho chúng ta rất nhiều trong đời mà chúng ta chưa bao giờ đền đáp lại hết. Xin chúng ta đem tất cả những phước lành mà mình làm để hồi hướng đến tất cả chư thiên, những bậc thiện thần hộ pháp. Xin các ngài tùy hỷ phước lành và hộ trì cho chánh pháp được trường tồn. Và xin nguyện cho mỗi chúng ta luôn sống ở trong sự soi sáng của chánh pháp do Đức Phật truyền dạy, và hình ảnh của Đức Phật
luôn luôn là nơi nương tựa cho mỗi mỗi chúng ta. Xin đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta vẫn tiếp tục trong tuần lễ với chương trình sinh hoạt đặc biệt là mùa khánh đản Vê Sắc Phật lịch 2566. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lành thai. Con tôi nữ Như Pháp, xin thay mặt đại chúng đông đúc, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn kỷ, không làm các ác nghiệp, vân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn với ơn để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết nguyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài Như Pháp, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá.